giới thiệu với các bạn vị thuốc sa nhân. Vị thuốc sa nhân là quả gần chín phơi hay sấy khô của cây sa nhân. Tính vị, cay, ôn, quy kinh tỳ, vị. Tác dụng, hóa thấp, hành khí, ôn trung chỉ ẩu, chỉ tả, an thai. Chỉ định, trứng thấp khốn tỳ thổ, tỳ vị khí trệ, thường phối hợp dùng với hậu pháp, trần bì, chỉ thực điều trị chứng tỳ hư khí trệ thường phối hợp dùng với đẳng sâm, bạch truật, phục linh như bài hương sa lục quân tử thang. chứng tỳ vị hư hàn gây nôn và đại tiện lỏng nát có thể dùng bột sa nhân uống hoặc dùng cùng với phụ tử, can khương. chứng có thai mà buồn nôn, không ăn uống được thì dùng sa nhân sao lên tán bột uống. nếu động thai không yên dùng cùng với nhân sâm, hoàng kỳ bạch chuột như bài thái sơn bàn thạch tán, gồm các vị nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, tục đoạn, hoàng cầm, bạch chuột, xuyên khung, bạch thược, thục đĩa, sa nhân, trích thảo. Liêu dùng 5 đến 10 giờ nên cho sau. Tác dụng dược lý, trinh dầu sa nhân có tác dụng phương hương kiện vị, tăng tiết dịch vị, bài trừ sự tích trệ ở đường tiêu hóa nên có tác dụng hành khí tiêu chướng. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc sa nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.